Nhiều người sập bẫy mua bảo hiểm nhân thọ chỉ vì không biết điều này. Câu chuyện nhiều người sập bẫy bảo hiểm thời gian gần đây đang cực kỳ thu hút được rất nhiều người quan tâm trên mạng xã hội. Những trường hợp người mua bảo hiểm bởi vì nhiều lý do khác nhau mà rơi vào cảnh tiền mất tật mang, khiến cho chứng kiến cái số tiền của mình dành dụm được bấy lâu nay bay hơi theo những kỳ vọng về khoản sinh lời, khiến cho không ít người có cái nhìn ác cảm về bảo hiểm nhân thọ. Không có gì là tồn tại được mà không có lý do của nó. Bạn có bao giờ thắc mắc rằng tại sao loại hình bảo hiểm nhân thọ lại phát triển mạnh ở các nước tiên tiến trên thế giới như vậy hay không? Lẽ nào họ cũng nhắm mắt mua bảo hiểm mà bất chấp rủi ro? Thực ra mấu chốt ở đây là mỗi một người trước khi quyết định tham gia bảo hiểm cần phải hiểu đúng giá trị cốt lõi của loại hình đầu tư này, là bảo vệ cho bạn khi có rủi ro, chứ không hoàn toàn không phải là tiết kiệm, càng không phải là đầu tư sinh lời. Ví dụ xem, hãy làm một so sánh giữa người gửi tiết kiệm ngân hàng số tiền là 10 triệu đồng trên một tháng và một người chỉ gửi tiết kiệm 8 triệu đồng trên một tháng và dành ra 2 triệu đồng để đóng cho bảo hiểm. Sau 6 tháng thì hai người phát hiện ra mình bị ung thư giai đoạn đầu, cần có tiền chữa bệnh. Người đầu tiên thì rút hết tiền tiết kiệm sẽ có được 60 triệu đồng cộng thêm mấy trăm nghìn tiền lãi để mà chữa bệnh. Tất nhiên rằng sau khi chi tiêu thuốc men, khám chữa thì người này sẽ không còn một đồng nào nữa, thậm chí còn phải vay mượn thêm để lo kiếm tiền trả nợ dài dài. Trong khi đó, người thứ hai thì sẽ nhận được bảo hiểm, số tiền bảo hiểm là khoảng 500 triệu đồng để chữa bệnh, còn tiền trong tài khoản tiết kiệm vẫn còn giữ nguyên. Sự khác biệt của bảo hiểm nằm ở chỗ đó. Tất nhiên, nếu như bạn khỏe mạnh thì lợi ích của bảo hiểm chắc chắn là bằng không. Trong trường hợp đó, xét về mặt tiền bạc, sau 20 năm, người thứ nhất có thể tích lũy được hơn nhiều so với người thứ hai, nhưng mà lại không lại được bảo vệ khi rủi ro xảy đến. Thế cho nên, bảo hiểm và tiết kiệm có hai mục đích hoàn toàn khác nhau về bản chất. Bạn của tôi cũng có tư tưởng nói không với bảo hiểm, nhưng mà lúc cậu ta bị bệnh, không được nhận quyền lợi từ bảo hiểm, cho nên mọi thứ nỗ lực cố gắng, tiền tiết kiệm, đất đai, nhà cửa có được từ trước đây đều phải mất sạch để có tiền chạy chữa. Hay nói cách khác, mua bảo hiểm sẽ chỉ có lời khi bạn có bệnh, thậm chí là siêu lời. Nhưng mà thử hỏi xem, mấy ai muốn gặp rủi ro để được hưởng cái lợi đó chứ? Bảo hiểm dễ bán vì thổi phồng lợi ích, đánh cháo khái niệm. Chúng ta không thể đổ lỗi trong những trường hợp nạn nhân của bảo hiểm như vậy là những người thiếu hiểu biết, bởi vì con người không phải một ai cũng là chuyên gia trong mọi lĩnh vực, có thể giỏi giang phán đoán được mọi chuyện đúng sai, tốt xấu. Đó là lý do nghề tư vấn bảo hiểm đã được ra đời. Mục đích của nghề này là cầu nối giúp cho khách hàng hiểu đúng về bản chất của sản phẩm bảo hiểm trước khi lựa chọn đầu tư. Ở đây, hình ảnh ngân hàng đã mang lại sự tin tưởng quá lớn cho khách hàng. Khi họ được các nhân viên ngân hàng dẫn đường từ các sản phẩm tài chính đầu tư như là bảo hiểm, thì chuyện đặt hoàn toàn niềm tin khi nghe những lời đường mật cũng là những điều dễ hiểu. Vấn đề hoàn toàn nằm ở đạo đức nghề nghiệp của nhân viên nhà băng khi mà tư vấn cho khách hàng. Liệu họ có đặt quyền lợi của người mua lên trên hết để mà tư vấn phương án phù hợp, hay là chỉ cố dụ khách hàng đặt bút ký vào hợp đồng để chạy chỉ tiêu, bất chấp cả những bất lợi, những rủi ro sẽ tới trong tương lai? Trong thực tế hiện nay ở Việt Nam, bất kể là ai cũng có thể trở thành đại lý bảo hiểm được. Chỉ cần qua một vài buổi đào tạo bán hàng ngắn hạn. Thực ra là người ta bán bảo hiểm dễ dàng, không phải là đây là sản phẩm quá tốt, toàn diện,
tư vấn có tâm, mà chủ yếu, phần nhiều nhờ vào chiêu trò thổi phồng lợi ích, đánh cháo khái niệm, đánh cháo vào tâm lý của khách hàng để mà chốt đơn. Chỉ khi sự cố xảy đến, khách hàng mới ngã ngửa ra, bởi vì hợp đồng thì đã ký, lúc đó niềm tin thì đã mất. Những đại lý bảo hiểm cũng phủi sạch trách nhiệm, chỉ còn lại người mua tự gánh chịu thiệt thòi về mình. Đó là lý do vì sao nhiều người có ác cảm với bảo hiểm và phản đối cái chuyện ngân hàng bán bảo hiểm tràn lan như vậy. Nếu không có sự vào cuộc, thanh tra, chấn chỉnh hoạt động này từ cơ quan, chức năng, thị trường bảo hiểm ở Việt Nam sẽ còn phát triển méo mó và gây lên nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội. Còn có mấy loại bảo hiểm được tư vấn viên tư vấn sinh lời như trong những sự việc lùm xùm trong thời gian vừa qua. Thực chất, nó là bảo hiểm kết hợp với đầu tư. Tức là số tiền người mua gói bảo hiểm này được chia làm hai phần. Một phần là đóng vào quỹ bảo hiểm, hoạt động như các gói bảo hiểm thông thường khác. Bạn không thể nào rút ra và chỉ nhận được lại sau khi kết thúc thời hạn hợp đồng. Phần còn lại thì được gửi vào các quỹ đầu tư của các bên bảo hiểm. Số tiền sẽ được sinh lời khi đầu tư có hiệu quả. Tóm lại, đây chỉ là một hình thức kết hợp giữa hai loại hình sản phẩm khác nhau và một của các công ty bảo hiểm nhằm tăng tính hấp dẫn, thu hút khách hàng. Vấn đề quan trọng trong những vụ việc tranh cãi gần đây, theo tôi, một phần xuất phát từ sự vô trách nhiệm, thiếu đạo đức nghề nghiệp của một bộ phận tư vấn viên khi mà cố tình không giải thích chính xác hoặc nói theo kiểu mập mờ để khiến cho khách hàng hiểu nhầm về sản phẩm bảo hiểm đã muốn mua, dẫn tới có nhiều hệ lụy lâu dài khi mà các điều khoản trở nên rất vô lý và người mua sẽ chịu hoàn toàn về thiệt hại. Mặt khác, chính cái sự chủ quan của người mua khi mà không tìm hiểu kỹ về gói bảo hiểm định mua, cứ tin tưởng hoàn toàn vào những lời hứa hẹn đường mật của nhân viên tư vấn, lười đọc lại ký hợp đồng để rồi nhận lại cái kết đắng. Tất nhiên, mỗi vụ việc lại cần phải được xem xét, phân tích, đánh giá cụ thể để xem lỗi thuộc về bên nào, ai chịu trách nhiệm, chứ không thể vội vàng quy kết ngay. Việc này rất cần các cơ quan chức năng vào cuộc và xử lý công bằng, minh bạch. Cá nhân tôi cho rằng, trước khi yêu cầu trách nhiệm của người tư vấn bảo hiểm, bản thân của mỗi một người trong số chúng ta cần phải là một khách hàng thông minh. Bạn không thể đặt bút ký một hợp đồng trị giá mấy trăm triệu đồng một cách thiếu suy nghĩ được. Phải bỏ ra thời gian đọc, tìm hiểu kỹ từng điều khoản và tìm xem có bất kỳ vấn đề nào bất thường hay không. Chính cái sự chủ quan và sơ suất sẽ luôn khiến cho bạn phải trả một cái giá rất đắt.